Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng. Hôm nay chúng tôi xin kính giới thiệu đến quý vị một video về việc nối sắt sàn và dầm để đổ. Đây là một phần của giai đoạn 2, một cái công trình chúng tôi đang thi công ở quận Bình Tân. Công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng Tâm Linh chuyên cung cấp mâm cúng trọn gói, mâm cúng động thổ, mâm cúng đổ sàn, mâm cúng nhập trạch về nhà mới, mâm cúng khai trương, mâm cúng xe và nhiều mâm cúng khác. Giao hàng tận nơi 24/24 với hơn 8 năm cung cấp dịch vụ đồ cúng trọn gói. Nhắc đến đồ cúng, nghĩ đến Tâm Linh. Tổng đài 1900 636 815, website www.docungtamlinh.com.vn. Phía bên đây là một cái ô sàn chúng tôi đã đổ trước đó. Thì hiện tại chúng tôi sẽ tiến hành đổ cái phần ô sàn còn lại. Như quý vị có thể quan sát, sắt sàn chúng tôi đang hai lớp sắt 10 thép Việt Nhật, thép CB3. Đây, thép CB3 Việt Nhật. Thì về cái vấn đề thi công việc những cái dầm sàn ở phần giai đoạn 2, nhưng hoặc là những cái sàn đổ sâu như thế này, thì chúng ta cần phải tiến hành chuẩn bị và gia công cho thật kỹ để tránh ảnh hưởng đến kết cấu của sàn về sau này. Ở đây quý vị có thể thấy các lớp sắt sàn chúng tôi sẽ tiến hành là không cấy bằng những cái keo đặc dụng. Đây, đây thì đây là cái loại keo chúng tôi sử dụng, đó là keo 2T RE10 đối với việc không cấy sắt sàn. Và đối với sắt dầm, ở đây quý vị có thể thấy chúng tôi sử dụng keo 2T RE100 đối với sắt dầm. Thì riêng đối với những cái việc mà chúng ta đổ bê tông những cái sàn và sau này giữa bê tông cũ với bê tông mới, thì chúng ta nên sử dụng những cái loại keo chuyên dụng, thì nó sẽ đảm bảo hơn cho cái kết cấu sàn của chúng ta sau này. Đặc biệt khi mà chúng ta tiến hành đổ bê tông thì lát nữa chúng ta sẽ tiến hành, chúng tôi sẽ đục cái gờ ở đây. Mục đích chúng ta đục gờ đây sẽ là tạo cái độ nhám để liên kết giữa cái bê tông cũ và bê tông mới. Đặc biệt là trước khi đổ thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành trộn silica latex với xi măng, mục đích là để tăng cái khả năng kết nối giữa bê tông cũ và bê tông mới. Thì đây là một cái dầm cấy sau này để tiến hành gia công xong. Đây là một cái dầm cũ trước đó có chiều dài khoảng 2 mét, và đây cái dầm này chúng ta sẽ tiến hành đổ nối thêm một cái dầm nhỏ ở đây có chiều dài là 1,5 feet. Mục đích của ở đây chúng tôi sẽ sử dụng gia công thêm một cái dầm nữa, mục đích là để treo cái sàn ở vị trí này lên để tăng cái độ chắc chắn của cái sàn này. Thì ở đây chúng tôi có những cái thanh thép C phi 16 treo từ ở trên xuống dưới, bên dưới của cái sắt này, của lớp sắt sắt sàn như là cái dầm. Đây là một cái đầu sắt của dầm chúng tôi đã chờ sẵn, và chúng tôi sẽ tiến hành bể đầu và treo. Ở đây thì cái lớp đối với cái dầm cũ thì chúng tôi sẽ sử dụng sắt 10
tôi treo ở đây những cái hết chúng tôi đã chờ sẵn và chúng tôi sẽ bẻ lên cái đầu tôi treo vô. Thì ở đây là các hệ thống điện EMI, tôi cũng đã tiến hành chờ sẵn xong về chờ cái tiến hành đổ bê tông. Các lớp sắt thì cũng được kê giữa lớp 1 và lớp 2 quý vị có thể quan sát. Thì ở đây cũng có một cái điều đặc biệt là tại sao chúng tôi lại làm thi công một cái hệ đài treo như thế này. Đây chúng tôi sẽ mục đích của chúng tôi là sau khi chúng tôi đổ xong cái đài này thì ở đây là một cái vị trí ở phần ram dốc, như quý vị có thể thấy đây là cái đài mà chúng tôi đã tiến hành gia công. Thì sau khi chúng tôi đã đổ cứng cái đài này thì chúng tôi sẽ tiến hành bỏ cái cột này. Đây là một cái cột bê tông, tiến hành đã bỏ cột bê tông này mục đích là để tạo cái khoảng thông thủy nhiều hơn cho phần ram dốc để xe ô tô có thể đi xuống thuận lợi. Đây là cũng một cái phương pháp thi công nó cũng rất là khó nên chúng tôi còn phải đảm bảo cho thật kỹ lưỡng để sau khi chúng tôi đập bỏ tháo dỡ cơ cột này thì cái hệ dầm cũng như hệ sàn của chúng ta sẽ vẫn làm việc ổn định để đảm bảo về mặt kết cấu. Vâng, thì xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Thì trên đây là một số cái lưu ý cũng như là cái biện pháp thi công của chúng tôi đối với việc thi công cái phần dầm sàn đối với những công trình mà chúng tôi không thể đổ một lúc về, chúng ta phải chia thành nhiều giai đoạn. Xin chân thành cảm ơn.